Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chứ nhá. Con giảm đây đây, chỉ băng cũng mấy. Quả lên nữa. Đó. Rồi bắt đây đây ngay. À. Chú ý. Mày lấy đi, đi đi. Này lái mình có bánh chỗ bắn ổ bắn áo bên em mới đẹp. Hả? Ừ, cái mẹ bắn đâu á. Phép cậu bơ có bánh ổ bơ mẹ. Ừ.
con Ơi, bà Mương ơi, làm đây đi. Làm lán cái đấy. Cái này nó hả xiên. Yeah, I'm gonna
Mẹ mà này mi. Đâu con trên mình đấy. Nó cũng mang thấy không con đấy. Nó có che đâu. Mi bữa đẩy cho con đi. Đẩy cho con mới mi. À xiên. À xiên. Bánh ngon đẩy như thế nào? Trong bát thì thế. Cá.
rồi. Đấy, đây nhá. Vâng. Đây. 25.000 đây ông. Xiên bơ rất là khoản quá.
con nặng con bắt không được. Biết cân chặt không? Thầy cái này để lại tí. Thank you.
nhờ. Bị thế. Ơ thế không không lấy được. Không lấy à? Ờ không lấy. Tháp ơi chị em. Em là chị bạn. Thank you.
Chụp cái gì? Chụp bánh này. Thầy tặng cái này chụp bánh. Nó phải đầy chụp bánh. Nó phải tặng cái thâu này chụp bánh. Bánh đấy đi. À, bên này trai cháu thông mát này. Bánh đấy còn bánh chứ đôi. Bánh đấy còn bán giòn một cái gì hết. Bánh đấy còn bánh giòn một cái gì chị nhá, chụp vào tuần ném cân này tuần này là mới đẩy chụp cứ lần này, ê, thịt ngon quá, cân nhân này là thái cũng rất cân nhân, mi dầu thái này đi, chỉ là nó thái nó mày ông, thái đó là, thái là tốt nè, cái cũng như thương mình là
này cơ khu hả? Dạ, có nhiều, có trăm mấy chị áo mà tặng nha. Thôi hả, ông bưng rồi nè. Mấy cậu bán ở trường áo bưng nè, tôi bánh này. Bác mới bánh lướng đấy. Anh này làm này, bán được cái thứ bảy đó, chịu nè. Làm cho mấy bánh lướng rồi áo á. Bánh chụp bánh lướng rồi. Bánh lướng nào hết nè. Cái bả cái bốc rồi đấy. Thì cam cao hồi luôn với áp đang có thể lăn có ma không tả lăn có ma không không lăn thế à cái lạ đấy nặng lắm rồi đấy mày nói cho tôi nào nghỉ có ai đi cái đó cái đấy không có cái gì đấy không anh không anh với tớ là anh cái đấy cái thảo đi nhỏ mà thảo ở trên mà cái này cái trên bưng 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 hình cái trang mẹ bánh bẹt nhà ai cầm lão mình lớn lớn bạn nó mày cái gì vậy? Bạn tiếp bước đi nha. Em quên mất đặt quán. Bạn đang Đấy, sửa đầu nó bảo rồi.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cần với tôi không bắt nè, có bắt cái mà xiết rồi mình ý cái này nè, cắt cái này bán ăn đây. Yeah.
con số của chú. Rồi mới đu lên. Đừng đi nghĩ có lối nào ở nhung gì. Cái phiếu tờ khai ấy. Thế bây giờ chụp trước thì lấy phiếu sau có được không? Được. Chụp ảnh trước không ạ? Nhưng mà chú đổi lại chứng minh thôi mà. Vâng. Thế thì phải chụp ảnh. Đây. Chỉ chụp ảnh là được. Rồi. Sau đó là cả phiếu lấy. Rồi. Lấy thì ơi từ đợi nhau. Chú có anh cãi đâu chú khác chứ đang đứng sơ sơ anh em ruột đây là út nói không được cãi thành lập cách mạng là chủ tịch ở đâu vẫn bàn kéo cháu ạ. Nhiều người biết nói không được cãi phải in như đúc vẫn đang để cháu út Trương Văn Quyết chuẩn bị lái máy bay bố sang Trường Sa nhưng mà không giữ được toàn Trung Quốc giữ hết. Nếu thế chú đứng đâu mỏi chân chú hút thuốc có được không? Được, chú ngồi đi, ngồi đây. Nhưng mà có chụp cho chú không? Có mà, nhưng mà chờ cháu làm xong cái này. Không được à? Thôi chụp rồi, cái lúc hết luôn đi. Luận khẩu tại khẩu đường. Thế cháu cứ chụp cho anh cả của chú trước đó. Vâng, cháu đang làm. Chụp cho anh cháu trước đó. Đó, cháu đang làm. Cái này chú có khả năng chú. Bây giờ bác cứ vào bên trong kia lấy cái tờ khai ấy. Sau đó về đấy cũng được. Nó về lấy chụp ảnh. Tờ khai là ghi thế nào? Ghi theo hướng dẫn ở trong cái tờ khai ấy nó có mà. Cái tờ trắng trắng như bác này ấy. Nhưng mà tờ nhỏ hay tờ bé cháu tờ to như kia thì ra là thế à? Cháu chỉ xấu
đeo mà chụp cả chụp luôn. Vâng vâng, đợi cháu một tí. Thank you.
cái đâu mà biết thôi tắm mấy gì mà Thank you.
Đây cắm này luôn nhé. Lại sống mô sư thảo hoa y phiền. Hoa bàn sáng xế chân ni vô tơ y nhiên. Lê hoa đa rừng bù chế hoa mì. Chờ phân chân chả hoàn đơ rũ chứ chén nà. Vô dùng sáu sư đơ chinh. Hoa ni y sân đơ yên. Vì今生能够与你重新面对面，我用三世的情换你一生的缘，只是不想再许愿，让我们来生再相见。我用三世的情换你一生的缘，只为寻找你太久，可是相聚又太短。我用三世的情。换你一生的缘，只是不愿再错过你我生命中的每一天。的情，换你一生的缘，只为今生能够与你重新面对面。我用三世的情，换你一生的缘，只是不想再许愿，让我们来生再相见。我用三世的情，换你一生的缘。只为寻找你太久，可是相聚又太短。我用三世的情换你一生的缘，只是不愿再错过你我生命中的每一天。我也得去啊，这边楼哪有一片没有住的啊。红尘中的我看阿姐，我睇啲嚟，我嚟帮你啦。哦，妈，你啊，我都，哥啊，我睇到啦，你都冇嘅，有咩叫啊？妈，你讲啊。哇，你再嚟一次啊！哈哈哈哈哈。你还没个表妹。Lấy bà muốn lấy đi, lấy xong là dán tiền anh này. Thế phải chụp vào mấy cái bà đầu tiên đấy đi. Đây, đây, từ bà này. 25.000. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thầy từ đầu và tới cầm thầy bơi luôn nhớ đâu đó anh thầy bên đó cũng có thể ngắm photo mà cái đấy thì là đi lấy tiền về trả nữa nhá, anh chuẩn bị vào đó, lấy nộp cho phòng khảo đúng không? Có bỏ đi anh thấy. Hãy subscribe.
mới xin đấy đấy. Chắc là chỉ con thầy ạ. Chỉ con thầy này nâng lại cân nè, con bây ạ. Chỉ này nâng hô tô mà mới cần. Chú này bán cầu thế này mới nâng. Đi chào này cắt bây ạ. Hả? Ai nè? Nè? Bộ máy chính. Bơ ăn. Tư ngắm mà thân nhỉ? Đây là chỗ anh thế đấy. Anh bơi này bơi bác bơi này bơi cân bao nhiêu được có lúc một chút là chúng không mà tám mươi mấy đẹp kèm này đấy kèm này đấy mấy lượt chụp bắn kèm ngắn thì đẩy này hả ta cho cùng này nó bắn đẩy lên đấy đẩy gì đẩy ra đẩy lưỡi chạy lên rồi thằng mới bơi có bắn không cân chỉ có lăng thì hà nào ba cái này kiểu như mình là sếp ngẫu nhiên mình bắt lộn mày. Em có biết anh ạ. Em có thử em cuống thế mà. Em cũng thử này. Anh đấy. 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 Anh
bắn này cái chỗ gỗ cũ này kia nó vẫn làm ăn mà đợi tôi không vừa xong mày áo trên mà đâu nhỉ tính gì lá gì nè đang có bao nhiêu nào cũng ăn có không có hả đâu đang bắt phí nào cũng đã nhất này không có hả nào cũng đang có không có hả nè đang có thể chúng ta đi bằng cái gì Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Còn đâu với chúng mình chữ A thôi nó thấy nó có còn đâu với chúng mình em có đâu ạ mà tôi bắt chữ luôn em tôi thấy để cho cái bánh đẩy có đúng rồi. Ờ. Làm một tờ 2x3 đi. Một tờ đâu? Làm một tờ á anh á. Tờ nhỏ thôi. 3 mấy đó. Chứng định anh ngọ. Mưa anh này. Mưa thì hết rồi. Mưa còn bơi cá mấy cũng được. Bánh. Mấy tao có chữ số vậy cả nè. Anh 2x3 con nộp nè. Sạt bánh cho mưa khỏi ai điều làm điều sạt chẹt bánh cho mưa khỏi hăng hết tao lăng. Đây còn có khi về đợt lăng của cháu. Điều mới lập xong này. Lăng rồi trong tham phi rồi. Trong tham phi chứ mà mi đầu tám bên. Đâu đang phải trong phi gì? Đó là này tiện, nó tiện hết này. Ờ là tiện. Chứ đây. Nhất là cặp, mà đây chưa mi lập hết một chục bốn hết quá. Con thì như ngắm ngắm quy định không ăn nhiều. Đấy. Không không ăn. Chụp phim mình mới hết bắt lại thì mà mới một tí mới dừng nào mới chín. Bắt như vậy. Căn bản là giúp lượng hết mi lập rồi, giúp lượng mới hết lập. Bánh đi cân mau nữa nè. Bánh gì? Không biết tặng không phải nghe mày. Cho mày nghe còn không rồi đến này. Ăn miếng thôi. Đúng hết cái nữa. Bán hết rồi anh. 2x3 vậy. Anh nó vậy lần đấy này. Đấy. À hết hết bao nhiêu đâu. À là cứ ở nó vào chụp được không? Bây giờ chụp ra chứ mi. Mi xin chụp nha. Họ ta hết bơ ra tại. Nhìn nó mà này 2x3 vậy. Ờ 2x3. Hết bơ đéo đây, bơ ý bơ đéo đấy này. Bơ đéo mình cũng óc óc khổ giấy mà. Óc khổ giấy mà. Ờ. Mình hết được. Nó phải anh mới cạy cạy này em lấy hử luôn. Này. Ờ. Cạy hết mình bơ ý như là cắt áo luôn. Biết là hay là cắt ít nếp phần 2x3 vào đấy. Cắt ít nếp. Hay là cắt này. Cắt phần nào mà mình lấy phần 2x3. Đấy đi. Bố đẩy tao lau nhỏ mình hơi này thôi. Nó hơi lâu cả cỡ chứ cả bố nó cãi rồi cắt vặn nữa chứ. Thì này. À là mình có mà khổ dính như thế. Ờ. 25.000 tao tông. Ờ bắt buộc rõ mà khổ để mình hết nè. Anh mấy chị ở bây giờ anh có lấy đâu á. Cựu chiến binh á, anh này khổ cựu chiến binh thôi chứ. Ồ. Cắt với tinh đấy. Đẩy vặn này. Họ cắt phải đẩy vào. Cắt cái bộ mình không? Ờ. Tao mà mình nhòm hắn mình hơi cải. Này chưa áo ý nả đi gì? Ờ. Để xé rồi nè. Hả? Để xé rồi. Đây xé rồi vậy. Xí cắt nó. Ờ. Anh thử cắt bơ mình ngay. Bơ 2x3 một chiều mình là 3 cm, một chiều mình 2 cm. Ờ. Chiều 2 cm là chiều ngang. Đấy. Cái này tan em cả đấy khối đỏ. Bánh để khơi. Bánh này bơ mình à. Ờ. Cái bơ lăn tay bơ à, mới thấy. Mà nó mình lăn thì là lâu. Mình đi. Vậy mình tán em người lắm. Rồi con em đi. Có phải. Để dán cho bàn tròn có tu không? Và kia dán. Thế là nào nhá. Nó à, rất là hợp lý. Đấy vẫn làm đầy đó nè. Mình rất là hợp lý này đây. Mồng vơ mày, qua mày. Nó rất là hợp lý này. Cái phòng lúc mình đã. Đấy bởi ý mà khối nổ bắt rồi đó, tổng này tôi đẩy. Thế mà lăn tay chứ bác. Tay à? Tại sao lăn tay? Mấy cái này là lăn thôi. Cảm ơn gì mình mới có không? Mình mới có cái kẹp áo mưa thôi. Mình sẽ lăn. Ờ, đẩy. Đẩy đi. Đẩy. Đẩy công hiện này. Ờ. Mình kẹp áo mưa, mình tăng sửa đây, mình gặp chủ này cả. Ở tờ Mimi mình chỉ chụp. Phải đỉnh 2x3, anh phải áo của thước mà đo. Mimi chính mình thước áo à? Để mình chính lăn tay. Ờ, 2x3 trở lên đó. Nó vào nhỏ mắt cái đó đầy đi.
thoải mái, cứ mi ảnh cho đéo. Thoải mái. Ờ, mi ơi, mi đừng kẹp vào tay hồ sơ này mưa thuần nữa vớ. Đây cái bớ lộn nộp nè. Tay kẹp tay chứ mình thương có mưa thuần nộ. Ờ, tao mi mi hết tiểu tóc về thì mình chứ chụp, mình chứ lăn tay. Mi sấy nè. Mi bớ cấu đéo. Mi bớ cấu mình chụp cái gì. Mi bơ cấu đấy, mình mới chụp à. Tuần này quần áo mình hưng lai vơ này, không khám chắc gì, ở đi á. Ai đây hết, đúng, cái đây chứ, cái đây chứ. Tình hình này cả văn đây cả lầu hết rồi. Vì lầu hết nè. Đấy, xăm được, này xăm được đó, khoáng tiếng hôm nay. Cứ cho số lượng là hôm nay rồi này. Khu Bắc Lạn nào ở hôm cần này, hôm trường. Hôm mới thêm Bắc Lạn ta hả, thích kỳ hộ. Nam ăn hả nè. Ồ, Nam ăn hả nửa đông này. Nam ăn là nơi này nhá nè. Ừ. Có làn thông báo bán đấy đi á. Mình đến cả bán đái bộ mà hết cho mình này. Có bán đái về. Bởi mì bán bán hết xong hoặc là mình bỏ mì bán bán ngoài mình bỏ bán 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 hết họ mì bán à. Nó lấy rồi bán hết xong rồi mình lại về cái đống của mì bán. Nó này cả mấy năm hết rồi bán nào. Hết chế con rồi. Tám tay bán rồi tay nữa. Có chứ về. Tại này nhớ mưa gặp cái đâu có hạn nhớ mưa từng chân lông mà nếu mưa miếng này không về. Hết lột tám hết vào đây tao là mất công như thế này. Mất công. Ờ này qua bay xuân đang chiều hộp anh chứ là đang chiều hộp à. Ồ tôi có bay hello. Ồ mình đang chiều hộp mình mới đứ thả mình hộp chung cái con trắng được không nhỉ? Con trắng á. Bây giờ cứ thử lấy vào xem cái gì đó. Mọi khi giấy giới thiệu ở xá toàn là phông trắng nhưng mà cái này nghĩ là phông xanh thôi. Cứ thử lấy phông trắng xem có được không? Đi hỏi mấy anh mới được. Hôm nay em hỏi cái anh ở xá này anh bảo được. À được ạ. À. Ừ, thì Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bánh mì nem này, bánh mì nem của giấy này.